Giờ mở cửa cho em đi Hường, mở cửa cho em. Đi lựa đi, lựa đi. Rồi. Lấy cái vỏ kìa, bỏ cái vỏ kìa. Bỏ cái vỏ đi, lựa đi. Rồi, ngập vô đây. Rồi, đi lựa đi nào. Dẫn em đi lựa đi. Rồi đi qua đây nè, đi qua đây nè, qua đây lựa nè. Mua đi. Ok, cái đó là cái gì, con biết cái đó là cái gì không? Cái móc khóa hả? Ok. Rồi. Rồi. Mua gì? Mua lẹ đi. Lựa gì mà lâu vậy? Mua thêm gì không? Đi dẫn em đi mua thêm vòng vòng đi. Sao mua ít vậy? Đi xuống kia kìa, đi xuống kia kìa, đi xuống kia kìa. Lẹ lên. Đúng rồi. Mua sữa, thèm sữa gì không? Có thèm sữa gì hay không? Muốn mua gì? Ok, lấy đi. Không muốn gì không? Chứ không muốn gì không? Hỏi cái chai này chai nhỏ không à? Mua cho anh chai nhỏ đi. Lấy anh chai nhỏ đi. Để cho ba đi, con mua cho ba đi. Ok. Rồi, mua gì thêm nữa không? Yeah. Con có mua cho mẹ, có kem kìa. Con có ăn kem không? Tụi con có muốn ăn kem hay không? Đủ chưa? Mua kem không? Rồi. Chú Hùng ăn gì không? Mấy em bao luôn. Thì con nào nữa không? Suy nghĩ kỹ chưa? Đủ chưa? Sao vậy? Sao con không mua? Kéo áo cao lên, kéo áo cao lên. Cái này. Màu nào? Đưa cho em, đưa cho em, đưa cho em. Ba thấy cái hình của ba không? Cái này hả? Đây không? Ủa sao mẹ tao vậy ba? Chú Hùng á, của chú Hùng mua. Bao chú Hùng đi. Rồi tính tiền nè, con để lên cho cô tính tiền nha con. Không có tiền đâu. Mẹ chỉ đưa tiền không? Tiền.
vui không? Con vui không? Rồi hai đứa là đứng kế bên đây, dạ lên. Đứng đây, đứng kế bên đây. Rồi. Đưa tiền cô. Rồi tiền đưa cho cô nè. Đưa hai tay đàng hoàng. Kéo áo xin lên, Nhi kéo áo lên. Rồi con cảm ơn đi. Rồi, Ngọc đâu, cô Ngọc đâu? Rồi đi thôi. Đi thôi, con máy bay đi, con máy bay mọi người. Rồi đi. Ra đường cẩn thận nha, không có chạy nha. Đây để bà mở cửa trước nha. Từ từ. Rồi bước xuống từ từ nha, không qua đường cẩn thận, dòm có xe không? Dòm có xe không? Từ. Rồi. Ba mở leo lên. Rồi chú Hùng đợi xe cho em lẹ chú Hùng ơi. Rồi. Từ từ. Rồi Ngọc leo lên. Nhi leo lên. Rồi, của ba đâu? Của ba đây. Của ba đây. Đúng rồi. Của ba đây. Của chú Hùng đâu? Con cho chú Hùng đi. Của chú Hùng đâu? Của chú Hùng mà có ở trong giỏ to. Chú Hùng chú Hùng cầm. Này của Ngọc. Dạ, này của Nhi. Của kìa. Chị sẽ để đây. Mẹ ra kìa. Của Nhi. Của Nhi. Mẹ mua gì mẹ? Vậy giờ cô ăn kia không hay về luôn? Ăn cái xà có ăn gì không? Không, giờ mình về luôn nha Nhi. Dạ. Giờ về nha. Dạ. Ok. Mượn tiền nói chú Hùng với nhà mẹ trả tiền cho người ta nha. Ok. Hết hồng hay dẹp hết hồng? Chết. Đẹp quá. Nam. Không có đẹp quá bơi. Có nhà nhánh đi. Gặp đẹp quá hả? Đi bơi. Bà còn dư thời gian không? Đếp ngay. Bên kia mấy giờ? Thôi giờ đi với con ngay lâu lâu mới đi được. Mẹ nó bụng không? Mẹ chở con muốn mua đồ chơi hay không? Con muốn không? Ngọc mà. Ngọc muốn không? Dạ. Ok, dạ ba. Dạ mẹ. Ok con. Giỏi quá. Rồi chúng ta sẽ qua bên kia và mua đồ chơi thôi. Nè. Từ từ Ngọc ơi. Yeah. Rồi chú Hùng mở cho em Ngọc luôn. Nãy mượn chú Hùng nhiêu chú Hùng báo mẹ nha. Giúp Ngọc đâu? Ngọc đưa chú Hùng mở đây. Chú Hùng mở cho Ngọc. Như sẽ để đây. Như sẽ để đây. Tiếp gặp đây. Các nước không ạ? Về. Về. Quỳnh nó lâu quá mày không đi chùa gần đây Quỳnh. Nhớ không? Chùa kỷ niệm không? Đi hoài mà. Không. Dạ. Không có đi chung thôi. Chú Hùng mở cái này. Chú Hùng hai chồng đi chung. Hai chồng mà qua chùa thì không à. Nắp nha. Vô. Mày lấy xe qua được hả? Đi. Ông mang bắt không? Không hả? Chú ấy bữa bị bắt mà ta. Ngọc. Rồi. Đi vô thôi. Bye bye mọi người. Con bye bye mọi người đi Nhi. Bye. Bye. Bye mọi người đi Ngọc. Bye. Bye. Giỏi quá.
Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.